sanang gacchami tadyam pi sanghang sanang gacchami iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicchajana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manus sanang buddho bhagava tinatti me saranang anyang buddho me saranang warang etena samcha vacchena me jaya mangalang uttamang gena vandehang padatam sumvaruttamang buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang Swakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanayiko pachyattang veditabbo sine sanang anyang dhammo me saranang warang etena sanchavat Jai na ho tu me jaya mangalang utta mangge na wande hang thammang chaduvi thang warang me yo kalito do so thammo kama tu tang mamang sukhano Dạ, con đã hết nghe Hồng Mai tụng kinh rồi ạ. Dạ, không biết ở trong đạo tràng có ai nghe không ạ? Dạ, cũng không nghe thấy ạ. Dạ, thưa sư, con xin được tiếp tục ạ. Supatipanno bhagavato savaka sangho Ucupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yayi dang chatta riburisa yugani atha burisa bhukkala esa bhagavato savaka sangho Ahunayo pahunayo dakkhinayo anchalikaraniyo anuttarang bunyakhetang lokasati Nati me saranang anyang sangkho me saranang warang etena saccha vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandehang sanghang chaduvithottamang sangkheyo kalito doso sangkho kamatutang mamang vandami cheti yang sabbang sabbathane subatititang saririkathatu mahabodhin buddharubang sakalang sadang
Sam bút thề át ta quỳ sành cha đoà đa sành cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa. A hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp. Bê u ba đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tu. Sam bút thề bành cha bành nhà sành cha cha tu quỳ sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang. Tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u ba đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tu. Sam bút thề na bút ta ra sa tê a ta cha ta li sa sa ha sa kê vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang. Tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp. Bê u ba đa về a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tu. Sáp bê bú ra ti ma ya di sa da sa ta a quê ra su khi hồn tu sáp bê bú ra ti ma ya nu di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê đắc khi na ya di sa da sa ta a quê ra su khi hồn tu sáp bê đắc khi na ya nu di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê bách chi ma ya di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê bách chi ma ya nu di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê út ta ra ya di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê út ta ra ya nu di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê u ba ri ma ya di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê hê ti ma ya di sa da sa ta a quê ra su khi hồn. Tu sáp bê sa ta a quê ra hồn. Tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp già bách cha hồn tu a ni kha hồn tu đi kha du kha hồn tu a rô ga hồn tu sam ba ti hi sa ni chan tu su khi át ta năng ba ri ha rằng tu đúc kha ba ta cha ni đúc kha pha gia ba ta cha ni pha gia so ka ba cha ni so ca hồn tu sáp bê bi ba ni no. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu sa sa năng. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu no ga ru. A ca sát tha cha phum ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca
Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khẳng tu nhà ta dô. A ca sát tha cha phùm mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khẳng tu ba ni nô. A ca sát tha cha phùm mát tha đề hoa na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăng tu nô sa đa y đằng qua ta nô bùn nhang a sa quắc kha ya qua hằng hồ tu a na ga tê ca lê sa thú sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái tam bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Xin chào các Phật tử học vi. Thì hôm nay thì, hôm nay mình học sang một phần mới, đó là phần tâm sắc giới. Trong phần tâm sắc giới này thì mình có 15 thứ, và mỗi một thứ thì có 3 nhóm. Có 15 thứ tâm được chia ra thành 3 nhóm, là tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm tố sắc giới. Và hôm nay mình học phần tâm thiện sắc giới. Trước tiên thì chúng ta đọc phần Pali của bài học ngày hôm nay, để mình học được một ít kiến thức Pali. Rồi bây giờ mời lớp nghe đọc, rồi sau đó chúng ta đọc theo. Rupa vajra kusala chit, rupa vajra chitang, rupa vajra kusala chitang, vitakka vichara piti sukha ekagata sahitang, Pathamachana kusala chitang, vichara piti sukhe kakata sahitang, duttiyachana kusala chitang, piti sukhe kakata sahitang, tatiyachana kusala chitang, sukhe kakata sahitang, chatuthachana kusala chitang, upekha upekhe kakata sahitang pancha machana kusala chitang cheti imani panjapi rupa vachara kusala chitani nama kusala chitang rupa vachara kusala chitang vitakka vichara piti sukhe kakata sahitang pathamachana kusala chitang vichara piti sukhe kakata sahitang duttiyachana kusala chitang piti sukhe kakata sahitang tatiyachana kusala chitang sukhe kakata sahitang chatuthachana kusala chitang upekhe kakata sahitang pancha machana kusala chitang cheti imani panjapi rupa vachara kusala chitani nama rupa vachara chitang rupa vachara kusala chitang vitakka vichara paiti sukhe kakata sahitang pathamachana kusala chitang vichara piti sukhe kakata sahitang duttiyachana kusala chitang piti sukhe kakata sahitang tatiyachana kusala chitang sukhe kakata sahitang chatuthachana kusala chitang
upekhe kakata say tăng panh chạm mạch chana kusala chit tành chê ti imani panh chapi rupa vachara kusala chit tani nama. Thì ở đây có chữ kusala chit tăng rupa vachara chit tăng là tâm sắc giới, rupa vachara kusala chit tăng là tâm thiện sắc giới. Vitakka, vitakka hôm trước mình học đó, vitakka tức là tâm, vichara là tứ, piti là hỷ, sukha là lạc, ekakata là nhất hành. Thì ở đây hai chữ này sukha với ekakata nó ghép lại thành là sukhe kakata, rồi sahitang cùng với patthamak. Pathama là một, là thứ nhất. Pathama là thứ nhất. Chana là thiền. Kusala chitang, kusala là thiền, chitang là tâm. Tức là tâm thiền, sơ thiền. À, tâm thiền, sơ thiền có tâm, tứ, hỷ, lạc và định. À, chữ ekakata trong trường hợp này dịch nó là định. Thứ hai thì vichara piti sukhe kakata sahitang dutiya chana kusala chitang. Thì ở đây nó chỉ khác cái chữ là dutiya, gồm ghép chữ chana mình thêm nó một chữ che, cho nên mình đọc nó là dutiya chana kusala chitang, tức là tâm thiện nhị thiền có tứ hỷ lạc và định. Thứ ba là piti sukhe kakata sahitang tatiya chana kusala chitang. Ở đây mình có chữ tatiya là thứ ba, rồi mình ghép với chữ chana mình tăng cường cái âm chữ cha, cho mình có là tatiya chana kusala chitang, tức là tâm thiện, tâm thiền có hỷ lạc và định. Thứ tư đó là sukhe kakata sahitang chất tốt thái cha na kusala chitang. Ở đây mình có chữ chất tốt thái cộng với chữ cha na thì mình có là chất tốt thái cha na kusala chitang, là tâm thiện tứ thiền có lạc và định. Số năm là upekhe kakata sahitang pancha maccha na kusala chitang cheti. Thì ở đây mình có chữ panchamacchana tức là panchama là thứ năm, cộng với chữ chana mình thêm nó một chữ cha, cho nên có là panchamacchana kusala chitang cheti. Chitang cheti ở đây là chất chitang cha với lại iti. Iti ở đây chữ chitang cheti, chữ cha ở đây là nó kể cho năm loại tâm, nó thay cho năm loại, thay vì mình xài chá chá ở mỗi trường hợp thì người ta biết cái chữ chá này ở phía sau. Với lại y tí tức là chích tăng chá, với lại y tí là tâm thiện, ngụ thiền có xả và định. Rồi imani panh chá pí năm tâm này, rupa vachara kusala chitani nama gọi là tâm thiện sắc giới. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bài. Cô Phúc Thị Trung An mời lớp giảng sư. Dạ xin mời quý vị giơ tay ạ. Dạ xin mời Phật tử An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài ạ. Rupa vachara cittang, rupa vachara kusala cittang, vitakka vichara piti sukhe kakkata sahitang, patthā maccana kusala cittang, vichara piti sukhe kakkata sahitang, dutti yacchana kusala chitang bi tí sukhe kakata sahitang ta tí yat
cha ná cú sa lá chít tăng su khề các gá tà sai tin cha tú thất cha ná cú sa lá chít tăng u bết khề các gá tà sai tăng bành chá mất cha ná cú sa lá chít chít tăng chề tí ý mà ní bành chá bí rù bà quá chá rá cú sa lá chít tà ní nà má. Dạ thư sư con đã đọc xong. Anh Nhiên này ở đâu vậy? Dạ con ở Bình Dương. Dạ con ở Bình Dương. À, giỏi quá hả? Rồi. Sa thú, sa thú. Dạ, xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Vá chất na chít tăng Dù bà vá chất ra Tú sa la Vá chít tăng Vá chất ra vá chàng Vá bít tít sư chê Vá chất ra Vá chất tăng bất hà mà hà nhắc đến sơ là chiếc tầng chú cha rác lớn lên chú cha rác chú chi xuống khê khắc ta khắc chiếc tầng bất tí khắc hà bất tí giấc hà nhắc chú sơ là chiếc tầng đi tú xuống khê khắc giấc ta khắc chiếc tầng khắc chiếc hà khắc chiếc hà nhắc chú sơ là Phương Ti này dạ. Phải tập đọc nhiều lên nhé, đọc yếu quá. Tập đọc dạ. Nhiều nữa. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. À. Dạ thưa sư con xin đọc. Rūpa vācchara cittaṃ Rūpa vācchara kusala cittaṃ Vitakkha vicchara viti sukhe các gá ta sát sa hi tăng ba tha mách cha ná cú sa lá chít tăng quý cha rá bì tí su khề các gá ta sa hi tăng đu tí giác cha ná cú sa lá chít tăng bì tí su khề các gá ta sa hi tăng ta tí giác cha ná cú sa lá chít tăng su khề các giá ta sa hi tăng chắc tút thắt cha ná cú sa la chít tăng u bách khê các giá ta sa hi tăng bành chá mách cha ná cú sa la chít tăng chề tí ý mà ní bành chá bí rù bà quá chá rá cú sa la chít tà ní nà má thưa sư xin hết. Dạ, con kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài. Rūpa vācchara cittaṃ Rūpa vācchara cittaṃ Rūpa vācchara kusala cittaṃ Vitakkha vicchara Viti sukhe kakkha Tassahitaṃ Paṭṭhamacchana kusala cittaṃ Quý chà ra bị tí su khề cắt gá tà xá hí tăng Tú tí dách chà ná cú xá lá chí tăng Bị tí su khề cắt gá tà xá hí tăng Tá tí dách chà ná cú xá lá chí tăng Su khề cắt gá tà xá hí tăng Chá tú thách chà ná cú xá lá chí tăng U bách khà cắt gá tà xá hí tăng Bành chá mách chana bành cha mách cha ná kusala chít tăng ý ma ní bành cha tí bành cha bí rupa vacchara kusala chít ta ní nama. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thúy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Rupa vacchara chít tăng vacchara chít tăng rupa vacchara kusala chít tăng Vitakkha vicchara piti sukhe kakkata sahitam
patthamaccha nakusala cittang vicharapi tisukhe kakkata sahitang dutija dutijaccha dutija dutijakha nakusala cittang piti sukhe kakkata sahitang tatijaccha nakusala cittang sukhe kakkata ta sahitang chatuthakha nakusala cittang upekhe kakkata sahitang panchamakha nakusala cittang cheti imani pancha panchapi rupa vacchara kusala cittani nama. Bạch sư, con đọc xong rồi ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hoa Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Rupa vacchara cittang, rupa vacchara kusala cittang, vitakka vichara piti sukhe kakkata sahitang, matamachana kusala cittang, vichara piti sukhe kakkata sahitang, rutiyachana kusala cittang, piti sukhe kakkata sahitang, tatiyachana kusala cittang, sukhe kakkata sahitang, chatuthachana kusala cittang, upekhe kakkata sahitang, panchamachana kusala cittang, cheti imani panchapi, rupa vacchara kusala cittani nama. Dạ, thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc. Rupa vacchara cittang, rupa vacchara kusala cittang, vitakka vichara piti sukhe kakkata sahitang, patthamaccha nakusala cittang, vichara piti sukhe kakkata sahitang, Dutiyachana kusala cittang, piti sukhe kakkata sahitang, tatiyachana kusala cittang, sukhe kakkata sahitang, chatuthachana kusala cittang, upekkhe kakkata sahitang, ý tăng văn cha mắt cha na kusala citta cittan trên tí ý mani văn cha bí ruba vacchara kusala cittani nama. Dạ, thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An ạ. Dạ, thưa, con kính đảnh lễ sư và con xin đọc bài Rupa vacchara cittang. Rupa vacchara kusala cittang vitakka vichara piti sukhe kakkata sahitang patthamaccana kusala cittang vichara piti sukhe kakkata sahitang dutiyachana kusala cittang piti sukhe kakkata sahitang tatiyachana kusala cittang sukhe kakkata sahitang chatuthachana kusala cittang upekkhe kakkata sahitang panchayachana kusala cittang cheti imma nipanchapi rupa vacchara kusala cittang ni nama. Dạ, con xin cảm ơn sư. Dạ, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Rupa vacchara cittang, rupa vacchara kusala cittang vitakha
Vicharapiti sukhe kakata sahitam Vakhamachana kusala chittam Vicharapiti sukhe kakata sahitam Dutivasakchana kusala chittam Biti sukhe kakata sahitam Tatisakchana kusala chittam Sukhe kakata sahitam Chatukhachana kusala chittam Ubekhe kakata sahitam Panchamachana kusala chittam Cheti imani Panchati rupa Vachara kusala chittani nama. Dạ thưa sư, con xin đọc, đã đọc xong ạ. Dạ xin mời Phật tử Hồng Mai ạ. Nãy con bị rớt mạng nên con xin sám hối, con hoàn thành được trung tâm bảo ạ. À, sám hối với sư và đạo tràng. Bây giờ con xin đọc bài. Rupa vacara cittang, rupa vacara cittala cittang, vitakka vicara piti sukhe kakkata sahitang, patthamaccha nakusala cittang, vicara piti sukhe kakkata sahitang. Buti yatcha nakusala chittang, piti sukhe kakyata sahitang, tati yatcha nakusala chittang, sukhe kakyata sahitang, katut hatcha nakusala chittang, upekhe kakyata sahitang, panchamatcha nakusala chittang, cheti imani, panchati rupa vacara kusala chittani nama. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Ngọc Chân ạ. Thưa sư, con sẽ đọc bài. Rupa vacara cittang, rupa vacara kusala cittang, vitakka vicara piti sukhe kakkata sahitang, patthamaccha nakusala cittang, vicara piti sukhe kakkata sahitang, tutiyaccha nakusala cittang, piti sukhe kakkata sahitang, tatiyaccha nakusala cittang, sukhe kakkata sahitang, chatuthaichana kusala chittam, upekhe kakkata sahitam, panchamachana kusala chittam cheti, imani panchapi, rupa vacara kusala chittani nama. Dạ thưa sư, xin hỏi. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn ạ. Dạ thưa con kính đảnh đại sư, con xin phép đọc bài. Rupa vacara chittam, vacara chittam, rupa vacara kusala chittam, vitakka vicara pati sukhe kakkata sahitam patthamaccana kusala cittam vicara piti sukhe kakkata sahitam dutiyaccana kusala cittam piti sukhe kakkata sahitam tatiyaccana kusala chitang sukhe kakkata sahitang chatutha jana kusala chitang upekha kakkata sahitang panja macchana kusala chitang cheti imani panja pirupa vacara kusala chitani nama. Dạ thưa con xin phép. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giơ tay ạ. Còn một số Phật tử chưa có giơ tay. Dạ, Phùng Điệp có đọc không ạ? Dạ, xin mời Phùng Điệp, xin mời Trang Nguyễn, dạ một số Phật tử chưa giơ tay. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Rupa vacara cittang, rupa vacara kusala cittang, vitakka vicara biti sukhe kak kata sahitang patthamaccha nakusala cittang vicara biti sukhe kakkata sahitang dutiyaccha nakusala cittang biti sukhe kakkata sahitang tatiyaccha nakusala cittang sukhe kakkata sahitang chatuthaccha nakusala cittang
tăng u bách khề các ca tà sa hi tành bành cha mách cha na cu sa la chít tành chê ti i ma ni bành cha bi ru bà qua cha ra cu sa la chít tà ni na ma. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ thư sư hết bàn tay giơ lên rồi ạ. Con kính gửi mic lại cho sư ạ. Rồi bây giờ chúng ta học bài mới ha. Tâm sắc giới rupa vichara citta. Hôm trước mình học về tâm dục giới có 54 thứ, mình chia ra thành là ba nhóm lớn, đó là tâm 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. À, 24 tâm đó sở dĩ người ta gọi nó là tâm dục giới là vì các luân chuyển dục giới. Hôm nay thì mình học với cha chị tá, tức là những tâm mà nó thường luân chuyển trong cõi sắc giới. Tuy nhiên nói như vậy thì không có nghĩa là các tâm này nó không có không thể có mặt ở các cõi khác. Thí dụ như là nó ngoại trừ một số trường hợp, thí dụ như là tâm quả sắc giới, nếu mà nó có mặt thì nó chỉ có mặt ở cõi sắc giới. Còn riêng tâm thiện sắc giới hoặc là tâm tố sắc giới thì nó vẫn có thể có mặt ở cõi dục giới. Thí dụ như là nếu mà người nào đó tu tập chứng đắc thiền, thì tu tập chứng đắc thiền sắc giới thì người đó sẽ có được các loại tâm thiền sắc giới này. Hoặc là thí dụ như là bậc thánh A-la-hán mà tu tập để chứng đắc được thiền sắc giới thì các bậc thánh A-la-hán đó sẽ có các tâm thiền sắc giới này. Còn nếu bậc thánh nào mà bậc thánh A-la-hán nào mà không tu tập thiền sắc giới thì các bậc thánh A-la-hán đó sẽ không có được các tâm tố sắc giới. Thì đây là mình có ba nhóm tâm sắc giới giống như nói lúc nãy. Tức là mình có tâm thiện sắc giới, có năm thứ rupa vachara citta, tâm quả sắc giới rupa vachara vipaka citta, có năm thứ, và tâm tố sắc giới rupa vachara kiriya citta. Tổng cộng thì mình có 15 tâm sắc giới, mình học 3 bài. Khi mình học ở 54 tâm dục giới á, thì trong 54 tâm dục giới đó thì nó không có tâm nào là tâm thiền, mà chỉ là tâm mà người ta dùng nó để tu tập thiền. Thí dụ như là tâm đại thiền, hay là tâm đại tố, hoặc là tâm thiền dục giới tình hảo, hay là tâm tố dục giới tình hảo. Các tâm đó người ta dùng nó để tu thiền. Thí dụ như là trong lúc các tử mình ngồi thiền, mình tập thiền, thì trong lúc mình ngồi thiền, mình tập thiền đó thì mình sử dụng đó là tâm thiện dục giới tình hảo. Hoặc là các bậc thánh nếu mà chưa chứng đắc thiền, khi mà tu tập thiền thì cũng tu tập bằng 8 tâm tố dục giới tình hảo. Cho nó không phải là tâm thiền, mặc dù mình nói tu thiền nhưng mà thật sự là tu bằng tâm thiện hoặc là tâm tố, cho nó không phải là tâm thiền. Nhưng mà khi mình học về tâm sắc giới á, mà trong bài này ví dụ như là tâm thiện sắc giới, tâm thiền sắc giới, nếu mà nói đầy đủ thì các tâm này là chừng nào tu tập chứng đắc được thiền thì mới có nó.
để con nói. Như vậy thì bắt đầu từ tâm sắc giới này nó là liên quan đến thiền. Dạ. Thì liên quan đến thiền thì mình có hai loại thiền, đó là thiền thiền chỉ và thiền quán, mà thường mình gọi là samatha samadhi và vipassana samadhi. Thiền chỉ và thiền quán. Thiền quán thì mình sẽ có một bài học khi mình học tới tâm phần tâm siêu thế. Còn trong phần sắc giới và tâm vô sắc giới này á, là nó thuộc về thiền chỉ, cho nên chúng nó nói về thiền chỉ trước. Thì gọi là thiền theo thiền chỉ á, tức là tâm, các tâm mà nó bám khích vào đối tượng, tức là người mà cái tâm thiền chỉ này á, khi mà có được cái tâm này rồi á, thì tâm này nó luôn bám kháng khích vào đối tượng. Thứ hai đó là cái tâm này đó là nó có vai trò đó là thiêu đốt các pháp chướng ngại, tức là thiêu đốt năm triền cái. Năm triền cái khi mà mình tu tập mình chứng đắc được thiền thì các tâm thiền đó nó sẽ thiêu đốt năm triền cái. Thứ ba đó là các tâm này đó là có chư thiền định trụ vào trong đối tượng, tức là mình có năm di thiền mà mình học lúc nãy, tức là thí dụ như là ở trong tâm sơ thiền thì mình có tâm tứ hỷ lạc định, và tâm nhị thiền mình có tứ hỷ lạc định, hoặc là tâm tam thiền thì mình có hỷ lạc định, tâm tứ thiền thì mình có hỷ lạc định, rồi tâm xin lỗi lạc và định, tâm tứ thiền có lạc và định, tâm xả, ngũ thiền thì có xả và định. Thì đó là cái chữ thiền nói theo thiền chỉ. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần chính của bài học ngày hôm nay, đó là tâm thiền sắc giới qua các mục sau. Thứ nhất là nói về định nghĩa. Thứ hai đó là phần bài học, đó là năm tâm thiền sắc giới. Thứ ba đó là phương pháp tu tập thiền sắc giới. Thứ tư đó là sự lựa chọn đề mục tu tập thiền sắc giới. Thứ năm đó là sự chứng đắc thiền sắc giới. Thứ sáu là sự cho quả của tâm thiện sắc giới. Thứ bảy là tâm thiền sắc giới phối hợp với tâm sở. Thứ tám là phần sự của tâm thiền sắc giới. Thứ chín là tâm thiền sắc giới nương môn. Mười là tâm thiền sắc giới nương vật. Mười một là tâm thiền sắc giới biết cảnh. Mười hai là tâm thiền sắc giới sinh ở hàng người. Mười ba tâm thiền sắc giới sinh ở các cõi. Vậy thì mà phần này nó bị 13 ha. Vậy trong bài học này thì mình có 13 phần. Em có 13 phần. Giờ phần 1 là mình nói về định nghĩa tâm thiện sắc giới. Tâm thiền sắc giới là tâm lưu chủng tử tạo thành tâm quả sắc giới cho tục sinh về cõi sắc giới. Tức là sao? Tức là tâm thiền này á, khi mà ai tu tập mà chứng đắc được thiền, ví dụ như là người chúng ta ở cõi người, khi mà chúng ta tu tập chứng đắc được sơ thiền hay là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hoặc là ngũ thiền, thì nếu mà trong suốt cái kiếp sống đó cái thiền chứng của mình không bị hoại. Tại nó có những trường hợp đó là người tu tập thiền chứng đắc được thiền xong
tại tâm cái thiện chỉ trong thanh tịnh đạo, ví dụ giống như là đá đè cỏ, tức là khi nào mà cái tảng đá nó đè trên cái cỏ thì cỏ đó nó không mọc được, nhưng mà khi mà đá lấy cái đá ra thì cỏ nó mọc lại bình thường. Dạ, thì ở trong cái thiền chỉ á, khi mình tu tập chứng đạt được thiền á, thì các chi thiền đó nó sẽ đè nén các thiền cái, trong đó thí dụ như là có dục dục cái, cho có sân độc cái chẳng hạn. Dạ, nhưng mà chỉ cần cần gặp cảnh gặp cảnh thích hợp thì với cái tâm dính mắc á, thì người đó có thể bị hoài thiền, giống như ở trong câu chuyện mà kể về Đức Bồ Tát, mà trong cái tiền thân của Đức Bồ Tát ngày xưa, ngày là một vị đạo sĩ tu tập chứng đạt được thiền, rồi được vua rất là kính, vua thỉnh ngài vào ở trong hoàng cung để cúng dường. Thì mỗi một lần ngài đi đến hoàng cung như vậy là ngài, tại ngài chứng đắc được thiền cho nên ngài, ngài cứ đi bằng đường hư không thôi, tức là bay đến. Dạ. Rồi một ngày nọ thì đức vua bệnh, đức vua nhờ hoàng hậu chuẩn bị vật thực để cúng dường đến Đức Bồ Tát. Thì hoàng hậu cũng chuẩn bị sẵn các vật thực rồi, cũng xem giờ, cứ nghĩ là Đức Bồ Tát chưa có đến, nên trong thời gian đó hoàng hậu tắm rồi giống như nằm phơi mình. Thì trong lúc đó thì nằm phơi nắng, thì lúc đó thì vì đạo sĩ bay đến và nhìn thấy cái cảnh đó, cái dục nó khởi lên, thế là thiền của ngài bị hoại. Và sau cái buổi dùng cơm nó, tại thông thường ngày dùng, tức là ngày bay đến xong ngày dùng cơm xong rồi ngày bay về, nhưng mà ngày hôm đó sau khi mà ngày dùng cơm xong á, vì thiền bị hoại rồi cho nên ngày không có bay về được, ngày đi bộ về. Thì khi mà đức vua sau này đức vua hỏi, đức vua mới biết được cái tin đó. Rồi vị đạo sĩ cũng thấy có sự sợ hãi trong cái, tức là không có nghĩ là cái tâm mình nó còn dính mắc đến cái mức độ như vậy. Yeah. Cho nên kể từ đó thì vị đạo sĩ không có nhận vào hoàng cung để thọ thực như vậy nữa. Yeah. Thì cái đó là ở trong trường hợp mà người ta tu tập chứng đắc được thiền, nhưng mà khi mà gặp cảnh mà vừa lòng, tức là có thể làm cho người đó sân, hoặc là có thể làm cho người đó tham, hoặc là không vừa lòng làm cho người đó phát sanh lên cái tâm sân, thì thiền có thể bị hoại. Nếu mà thiền đã bị hoại rồi thì cái hết cái kiếp đó thì cái tâm thiện đó nó có điều kiện trổ quả, nó không có điều kiện trổ quả. Còn nếu mà thiền mà mình tu tập chứng đắc được rồi và mình duy trì cho đến khi hết cái kiếp sống, thì chắc chắn cái tâm thiện đó, cái tâm thiền thiện đó, nó sẽ đưa mình tái sanh về cái cảnh giới tương xứng với cái thiền mà mình đã chứng đắc được. Cái phần này thì phần sau của bài học chúng ta sẽ có. Cái điều này cũng cho chúng ta thấy là việc chứng đắc được thiền định với đạo quả nó khác nhau. Dạ. Ví dụ như là bậc thánh Tu Đà Hoàn, bậc thánh Tu Đà Hoàn khi mà tu tập chứng đắc được bậc thánh Tu Đà Hoàn rồi á, bậc thánh dự lưu rồi á, ở trong bài kinh Châu Báu, bài kinh Ratana số 8 nói là cho dù vì đó có sống dễ vui thì cũng không tái sanh ở cõi dục giới là quá 7 kiếp. Và cũng chắc chắn đó là bậc thánh Tu Đà Hoàn đó là không tái sanh để cõi khổ. Và nó khác với người tu tập chứng đắc được thiền. Người tu tập chứng đắc được thiền á, có thể bị hoại thiền,
và sau khi chết có thể tái sanh ở cõi khổ, giống như là trường hợp tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa. Tức là trước đó là tỳ kheo Đề Bà Đạt Đa đã tu đắp tập chứng đắc được thiền, có thể thể hiện được thần thông để thuyết phục hoàng tử Ajatasattu, con của đức vua Bimbisara. Nhưng mà lo do cái lòng tham muốn cai trị tăng chúng cho nên cái thiền đó bị hoại đi. Và kèm theo đó nó là Đề Bà Đạt Đa con phạm cái nghiệp đó là làm cho thân Đức Phật chảy máu, rồi làm cho tăng chúng bị chia rẽ. Cho nên là sau cái kiếp sống đó là tái sanh ở cõi khổ. Dạ, thì đó là cái điểm khác biệt giữa việc chứng đắc thiền định với lại đạo quả. Rồi, đó là cái phần định nghĩa. Cái phần thứ hai đó là năm tâm thiền sắc giới. Thì ở đây cái nhóm năm 15 tâm sắc giới ở đây, còn hai cái dòng chấm chấm này á là tâm thông. Tâm thông là sao? Tâm thông tức là khi mà người ta chứng đắc thiền xong chứng đắc được thiền xong đó là nó chưa có tâm thông, mà người ta phải nhập tập nhập thiền, tập xuất thiền nhiều lần, tập hiện thông nhiều lần cho cái tâm nó thuần thục, thì lúc đó mới có thể thể hiện được cái thần thông. Cái này nó giống như là thầy cô giáo mà mình học tốt nghiệp xong mà để mình dạy được tốt đúng theo cái chuyên môn của mình á, thì phải trải qua một thời gian thực tập cho nó nhuần nhuyễn, thì lúc đó thì mới có thể đứng lớp tốt được. Thì cái việc tu tập thiền mà để có thể hiện được thần thông á, thì người đó phải thực tập nhiều lần trong việc xuất thiền nhập thiền thì mới có thể thể hiện thần thông được. Còn cái bài học mình ngày hôm nay đó là mình học năm tâm thiền sắc giới, tức là mình có tâm, nãy mình có cái theo cái bài mình đọc tắt á, thì mình có thể đọc là tâm thiền sơ thiền, tâm thiền nhị thiền, tâm thiền tam thiền, tâm thiền tứ thiền, tâm thiền ngũ thiền. Mình có thể đọc tắt như vậy. Mà cách đọc như vậy á, nó sẽ không giúp cho các tử mình nhớ được chi thiền. Cho nên ở trong Bali nãy chúng ta thấy người ta viết rất là rõ. Trong tiếng Việt mình nói là tâm thiền sơ thiền, tâm thiền nhị thiền, tâm thiền tam thiền, tâm thiền tứ thiền, tâm thiền ngũ thiền. Mình cũng đếm từ 1 tới 5. Nhưng mà khi cái cách đếm như vậy thì không giúp mình nhớ được chi thiền. Trong khi đó trong Bali người ta nói rất là rõ. Tức là gì? Tâm thiền sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định. Tâm thiền nhị thiền có tứ hỷ lạc định. Tâm thiền tam thiền có hỷ lạc định. Tâm thiền tứ thiền có xả và định, có lạc và định. Tâm thiền ngũ thiền có xả và định. Nó người ta nói rất là rõ. Cho nên mình cũng nên tập đọc theo cái cách mà ở trong Bali người ta viết. Và để chúng ta vừa học được cái tâm thiền mà mình vừa nhớ được cả chi thiền. Là khi mình đọc như vậy thì mình sẽ biết là cái tâm thiền thứ nhất nó có bao nhiêu chi thiền, thứ hai nó có bao nhiêu chi thiền, thứ ba nó có bao nhiêu chi thiền, thứ tư nó có bao nhiêu chi thiền, thứ năm có bao nhiêu chi thiền, và các chi thiền đó là gì. Thì đó là cái phần bài học mà mình cần phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng cả tiếng Việt lẫn tiếng Bali. Rồi cái thứ ba đó là phương pháp tu tập thiền sắc giới. Thì phương pháp tu tập thiền sắc giới ở đây nó là tức là đề cập đến các đề mục tu tập thiền sắc giới. Vì ngoài các đề mục tu tập này dù mình thấy người ta cũng bây giờ người ta cũng chế ra một số phương pháp tu tập khác để hướng dẫn cho mình tập, nhưng mà nếu mà
chúng ta thấy nếu mà thực sự có cái phương pháp tu tập tốt hơn á, là chắc chắn ngày xưa là các ngài đã đưa ra. Lý do tại sao? Lý do đó là ngày xưa người ta không phải giống như mình bây giờ. Mình bây giờ phần lớn là mình học trên cái học hoặc là nói theo cái trí văn hoặc là cái trí tư. Còn các ngài hồi xưa không phải là chỉ trí văn, trí tư không, mà từ bản thân các ngài đã chứng ngộ, tức là người ta tu tập, người ta có chứng đắc, rồi mới đưa ra các đề mục này cho tu tập. Dạ. Giống ví dụ sư chia sẻ với các tử thì cũng chia sẻ bằng trí văn với lại cái trí tư mình hiểu cho thôi, chứ thật sự là mình không có chứng đắc được thiền định. Dạ. Cho nên cái này chia sẻ trên khía cạnh là để mình có được cái trí văn rồi trí tư thôi, chứ mình không phải là người chứng đắc. Mình vẫn là giống như là theo, nếu mà Đức Phật ngài nói mình đó, thì ngài nói giống như là ngài nói các bà la môn vậy đó, tức là giống như là một chuỗi người mù mà đi theo nhau. Dạ. Tức là, nhưng mà ở đây mình có cái khác là gì, tức là các bà la môn á, họ nói nhưng mà họ, tức là người trước nói rồi người sau nói theo, nhưng mà người trước đó cũng không biết và người sau cũng không biết. Còn mình khác đó là sao, tức là người trước có người đã từng chứng đắc và người ta đã chỉ lại cho mình. Thì nếu mà mình chưa chứng đắc thì mình vẫn giống như là người mù đang tìm đường đi, nhưng mà ít nhất là sao mình cũng có được cái bản đồ. Có được cái bản đồ, đó là cái điểm khác biệt. Thì ở đây khi mà nói về tu tập thiền chỉ thì thường chúng ta sẽ nghe đó là có 40 đề mục tu tập thiền chỉ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ đó là trong cái thiền chỉ nó có hai nhóm, một đó là thiền sắc giới và hai đó là thiền vô sắc giới. Mà thiền vô sắc giới nó có 4 cái đề mục riêng của nó. Cho nên khi mình nói về tu tập thiền sắc giới thì mình chỉ nói đến 36 đề mục thôi. 36 đề mục thôi. Tức là mình có 10 đề mục kasina. 10 đề mục kasina. Mình tập gọi cái chữ kasina này đi hay cho quen. Rồi 10 đề mục asupha. Asupha tức là 10 đề mục quán bị tử thi, đây dịch là bất mỹ, là nó không có đẹp, asupha. Rồi 10 đề mục tùy niệm, anusati, 10 đề mục anusati. 4 đề mục phàm trú, là 4 đề mục thuộc về Brahmavihara. Rồi 1 đề mục đó là tưởng nhàm chán vật thực, ahara patikula sanya. Và 1 đề mục phân tích tứ đại, Chattutha tu vavathana. Đây là 36 đề mục để mình tu tập thiền chỉ. Tập thiền chỉ tức là thiền sắc giới. Giờ thứ nhất đó là 10 đề mục kasina. Thì ở đây mình có 10 đề mục kasina, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Dạ. Người ta có thể chọn một đề mục nào đó để tu tập. Dạ. Nhưng mà cách tu tập này á, thí dụ như là người ta thí dụ như chọn màu xanh, màu đỏ, màu trắng gì đó, thì ta ví dụ như là người ta lựa một cái tấm vải hoặc là giấy màu trắng, người ta cắt làm vòng tròn vừa phải rồi để trước mặt mình rồi nhìn vào đó. Dạ. Cái cách này đó ở trong giáo tử mình muốn tìm hiểu rõ đó, chúng ta có thể xem lại ở trong thanh tịnh đạo. Ở trong thanh tịnh đạo thì giải thích rất là dài về các đề mục thiền này. Dạ.
Nhưng mà ở đây tại vì mình là những người Phật tử thì các đề mục này mình học cho, tức là nếu người ta nói về 10 đề mục có xí ná thì mình cũng biết nó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng hư không gì đó, mình cũng biết nó thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái đề mục mà mình tu tập á, sư chỉ muốn hướng cho các tử mình tu tập đề mục về niệm về ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, để nó vừa là cái đề mục tu tập nhưng mà cũng vừa làm cho mình tăng trưởng về mặt niềm tin. Dạ. Yeah. Thứ hai đó là 10 đề mục bất mỹ. Tức là 10 đề mục mà quán niệm về tử thi. Cái này nếu mà Phật tử nào muốn thì mình có thể tu tập được. Nếu mình thích thì mình có, mình thấy mình có duyên với các đề mục này thì mình cũng có thể tu tập được. Nhất là người mà có nhiều tâm tham, dính mắc với sắc đẹp thì nên chọn các đề mục này để tu tập. Dạ. Thì ở đây mình có 10 loại tử thi. 10 loại tử thi đó là tử thi sinh trường, tử thi sắc xanh, tử thi chảy nước vàng, tử thi có vết đứt, tử thi bị thú ăn, tử thi rời rã chi thể, tử thi bị cắt đòn, tử thi bị bê bết máu, tử thi bị dòi rút, tử thi còn xương cốt. Tức là 10 hình thức tử thi. Người ta chọn một cái hình thức nào đó tu tập. Cái hình thức tu tập này, thường người chọn hình thức tu tập này á, người ta thường sống ở bãi Sama, bãi Thama, Mộ Địa. Tại ngày xưa cái người Ấn Độ đó, khi mà có người chết á, người chết thì người ta đem vào cái trong rừng, gọi là cái bãi Thama, đem vào bỏ ở trong đó. Rồi có những tử thi thì hoặc là đem vào thiêu ở trong đó. Có khi thì người ta bỏ, có khi thì người ta thiêu. Thì câu chuyện này chúng ta thấy có trường hợp của ngài như là Mahakala thì phải, đúng là trường hợp của ngài Mahakala. Là ngày vào ở trong rừng, ngày tu tập, ngày quán về tử thi này, mà nhờ đó ngày chứng đắc được thánh quả A-la-hán từ cái đề mục niệm về tử thi. Dạ. Hoặc là ở đây có một số trường hợp mình thấy là ví dụ mình đi bên Myanmar trong trường thiền đó, ở trong trường thiền, tại họ cũng đơn giản, tức cái lò thiêu của họ là chẳng có gì cả, là chỉ có người mất rồi vào đem vào trong trường thiền thiêu thì chỉ chắc củi lên này thiêu thôi. Dạ. Thì những vị mà người ta tu tập về cái đề mục tử thi này á, người ta cũng đi đến đó để nhìn cái tử thi đó từ khi tức là bắt đầu nhìn thấy tử thi nguyên vẹn rồi cho đến tử thi bị thiêu cháy dần lên. Dạ. Thì người ta quán theo cái tử thi. Cái quán tử thi này nó, mình còn có một câu chuyện của ngài Giác Sát. Ngày giả xá mà lúc mà những người hầu của ngài, tức là sau cái đầu hôm phục vụ xong rồi đến khuya mọi người cũng mệt mỏi rồi ngủ ở tại chỗ, thì trong lúc ngủ như vậy thì có những cô đó là cũng ngủ ngáy, có những người đó là cũng ngủ chảy nước giải, rồi có người thì cũng nói nhảm. Thì trong lúc đó công tử Giá Xá thức dậy và thấy những cái hình ảnh đó là công tử thấy sợ và bỏ chạy vào rừng gặp Đức Phật, được nghe thuyết pháp, chứng được quả Tu Đà Hoàn, rồi sau đó chứng được thánh quả A-la-hán.
Thì và những người bạn của công tử Giả Xá sau khi sau đó nghe thông tin này và ra đi xuất gia, họ cũng đều chứng đắc được thánh quả A La Hán. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi cái lý do tại sao mà những người bạn công tử Giả Xá và những người bạn đó có duyên với nhau rồi tu tập chứng đắc được thánh quả A La Hán. Thì Đức Phật ngài nói đó là ở trong quá khứ những người này họ từng làm cái nghề đó là, tức là những người bạn cùng làm cái nghề đó là hỏa táng. Và trong lúc hỏa táng như vậy thì mỗi lần đưa tử thi vào ở trong lò, rồi trong lúc mà tử thi, tại chúng ta thấy là cái xác chết của mình không phải là chất củi một lần như vậy là nó có thể cháy hết được. Mà đôi khi đó là ví dụ như là trong lúc mà cháy lên như vậy thì cái bụng nó còn nước nhiều, có những tử thi giống như nó bị sình lên còn nước nhiều do chứng bệnh, thì cái người mà thiêu đó họ phải lấy cây họ chọt. Nếu mà chúng ta nhìn thấy chúng ta cũng thấy khiếp. Chọt để cho nó chảy nước, hoặc là ví dụ như là cái chỗ nào không có cháy phải lấy cây thiều nó đưa vào cái chỗ có lửa nhiều để cho nó cháy cho hết chẳng hạn. Thiêu, thật ra thiêu một cái tử thi cũng rất là cực. Nếu thiêu theo cái lò giống như mình thì mình không nói, nhưng mà thiêu giống cái dạng mà lò thiêu tự nhiên thì cũng rất là cực. Tức là phải mấy cũng mấy mất mấy tiếng đồng hồ mới sập. Thì trong lúc mỗi lần họ thiêu như vậy á, họ cũng sanh cái tâm kinh cảm. Tức là từ một thí dụ như là nhiều kia có những tử thi đó là vì vừa mới chết thôi. Tại người Ấn Độ thường họ còn sống thì họ quan trọng, nhưng mà họ chết rồi thì họ không phải là làm đám giống như mình mấy ngày, mà chết xong là đem đi bỏ, đem vào cái bãi tha ma bỏ rồi. Cho nên có những tử thi đó là còn rất là tươi, nếu mà người trẻ thì thậm chí là nhìn còn thấy đẹp, nhưng mà đến khi đưa vào lửa thiêu đốt rồi nó cái máu mủ nó chảy ra thì lúc đó các vị này cũng sanh cái tâm kinh cảm. Và nhờ cái nhân duyên đó mà sau này thấy những cái hình ảnh của những người phục vụ mình đó, mà công tử Giả Xá là thấy nhàm chán và từ bỏ cái đời sống gia đình rồi chạy vào rừng gặp Đức Phật và được nghe pháp tu tập chứng đắc được thánh quả giống như nói lúc nãy. Thì đó là 10 cái đề mục tử thi này, để nếu mà ai thích mình thấy hợp ý với mình thì mình cũng có thể tu tập được. Tiếp theo đó là 10 đề mục tùy niệm. Thì 10 đề mục tùy niệm này đó, ở đây mình có là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm về sự chết, niệm thân hành, niệm hơi thở, niệm tịch tịnh. Để đây mình có một số đề mục của mình cần phải chú ý mà mình có thể tu tập. Thí dụ như là đề mục niệm Phật, đề mục niệm pháp, đề mục niệm tăng. Với người Phật tử mình thì mình rất là cần các đề mục này để mình tu tập. Vì mình là người Phật tử, Đức Phật giáo pháp chư tăng là đối tượng mình cung kính. Cho nên khi niệm về ân Đức Phật, ân pháp, ân tăng, ít nhất là cũng làm cho mình tăng trưởng được về mặt niềm tin. Và nó rất là quan trọng. Các tử biết là xưa ở Việt Nam mình khi mà thấy các tử niệm tu tập mình niệm về ân Đức Phật đó, sư cũng có cái suy nghĩ cũng hơi tiêu cực. Tức là mình cứ nghĩ là những người này là họ tu tập họ thiên về niềm tin, tức là không có dùng trí. Nhưng mà đến khi sư đi qua bên Myanmar mà sư tập thiền ở trong trường thiền Ba Ao á, là lúc đó mình ngồi tôi biết là tập đề mục hơi thở là tập cả tháng tập cũng được, mà toàn ngồi là ngủ gục,
không biết sao cứ ngồi, lên ngồi thiền là ngủ gục. Dạ, thì các Phật tử biết để khắc phục cái ngủ gục đó, đó mình lại tập cái đề mục niệm ân đức Phật. Dạ, là mình lại khắc phục được cái đường cái đề mục cái sự buồn ngủ. Và nhà đó mà mình qua cũng từ cái đề mục này mà mình có được cái căn bản để mình tu tập được tốt cái đề mục hơi thở. Tới chừng đó sư mới thấy là cái đề mục niệm ân đức Phật rất là hay. Dạ, về cách niệm ân đức Phật hoặc là ân đức Pháp, ân đức Tăng đó, ví dụ như là ân đức Phật thì ân đức Phật được kể lại, được ghi lại ở trong bài kinh Y Tế Pí So, hầu như là các tử mình đã thuộc cho nên nó còn khó đối với mình nữa. Mình có thể niệm đủ 10 ân, nhưng mà 10 ân đức Phật thì mệt lắm, thậm chí là dài quá thì nó có thể làm mình lúng túng. Dạ, cho nên mình có thể chọn một ân đức nào đó, ví dụ như là mình chọn niệm về ân đức A-ra-hăn. A-ra-hăn thường là mình chỉ niệm gì? A-ra-hăn đức Phật trọn lành, theo cách mình dạy tóm tắt cho người Phật tử mà mình không thể nào đọc Pali được. Nhưng mà nếu mà đúng theo cách dạy niệm về ân đức Phật ở trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì ngày dạy mình niệm đó là, ví dụ như là mình chọn đề mục A-ra-hăn thì câu niệm đầy đủ đó là Itipiso Phakawa A-ra-hăn. Một câu đầy đủ như vậy thì mới có ý nghĩa, tức là Đức Thế Tôn ngài là bậc A-la-hán, đó là một câu đầy đủ. Hoặc là Itipiso Phakawa Putthu, Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ. Yeah, chúng ta phải đọc nguyên cái câu như vậy thì nó mới đầy đủ và có ý nghĩa. Còn thí dụ như là A-la-hán Đức Phật trọn lành, nó không đủ, nó không có đầy đủ ý nghĩa nếu mà nói về ý nghĩa. Dạ, cho nên bây giờ mình đã học được tiếng Bali, mình có thể đọc được, thì mình tập niệm cho đúng cách luôn. Mình tập niệm, ví dụ như là mình chọn để một A-ra-hăng thì chúng ta sẽ niệm đó là A-ra-hăng Itipiso Phakawa A-ra-hăng, Itipiso Phakawa A-ra-hăng, Itipiso Phakawa A-ra-hăng. Đó là cách niệm Phật. Tương tự với cách niệm Pháp, niệm Tăng, mình chọn một đề mục nào đó. Rồi ở đây mình cũng có một đề mục quan trọng mình cần phải lưu tâm, đó là đề mục niệm về sự chết. Niệm về sự chết. Ai mà hay sợ chết thì nên niệm về đề mục về sự chết. Giống như ở trong Tăng Chi Bộ thì có dạy về cách niệm về sự chết, nó là Maranatthamam hi Maranang Anatito. Cái phần đó là nằm ở trong bài kinh mà các tử mình hay tụng, mà mình gọi là năm điều quán tưởng, tức là rút ra từ cái bài kinh đó, tức là chara tom tham mom hi charang anatito, ta phải già không thoát khỏi sự già, và thi tham mom hi và thinh anatito, ta phải bệnh không thoát khỏi sự bệnh. Ta phải chết không thoát khỏi sự chết. Đó là theo trong tăng chi bộ. Còn một cái cách niệm về sự chết nữa được ghi lại ở trong chú giải Pháp Cú Kinh đó, thì cái cách đó thì nó hơi dài, tức là ở trong đó dạy cách niệm sự chết, đó là Thu Quang Mê Chi Vi Tăng, Thu Quang Mê Mát Năng Awasan Maya Maritapang. Thu Quang Mê Thu Quang Mê Chi Vi Tăng, Thu Quang Mê Mát Năng Awasan Maya Maritapang, Thu Quang Mê, Thu Quang Mê Maranam Pariso, Thu Quang Mê quên rồi.
khu quần chi vi tăng mê, chi vi tăng mê aniya tăng mắt nàng niya tăng maya maritapan maya maritapan, tức là ở trong trong câu đó thì cũng nói về đời sống của ta đó là vô thường, cái chết của ta là thường. Ta chắc chắn phải chết, đời sống của ta là vô thường, cái chết của ta là thường. Maria Paryosanang, nó còn một cái đoạn ngắn nữa sư, nhưng mà mình có thể niệm ngắn, đó là Atuang Me Chivitang Thuang Me Marnang Maya Maritapan cũng được, một đoạn ngắn, tức là đời sống của ta nó là vô thường, sự chết của ta là thường, ta chắc chắn phải chết. Có thể ngắn như vậy cũng được. Thì cái cách niệm về sự chết đó thì có kể lại trong chú giải Pháp Cú Kinh. Và lúc mà Đức Phật ngày đi đến thành Alawi, ngày sau cái buổi nhận Phật thực đó thì ngày thuyết pháp cho các Phật tử ở tại thành, ở tại thành Alawi, ở tại đền Aggalawa. Thì thay ngày giảng một bài kinh nào khác thì ngày giảng sự quán niệm về về cái chết. Và trong cái buổi, tức là nhiều người nghe, nhưng mà trong nhóm những người đó chỉ có một người duy nhất sau khi nghe cái bài pháp đó là về nhà, là cố gắng nỗ lực tu tập. Còn những người còn lại sau khi họ nghe cái bài pháp đó, họ cũng hiểu theo cái cách của họ, thì họ cũng về sao, cũng lật đặt làm những công việc cần làm. Dạ, nhưng mà để miệt mài tu tập thì nó không có. Thì nói về cô thiếu nữ, con của người thợ dệt, do sau khi nghe cái bài kinh đó xong về, cô nỗ lực tu tập quán niệm về sự chết cho đến 3 năm sau. Do cái sự nỗ lực đó mà cô có đủ nhân duyên có thể chứng đắc được thánh quả. Và Đức Phật ngày quan sát thấy đó là ngày hôm nay đó, cái cô thiếu nữ này sẽ đi đến nghe pháp và sẽ chứng được thánh quả tu đồ bòi, và khi trở về nhà thì xảy ra tai nạn và chết. Cho nên là ngài mới đi đến thành Alavi lần thứ hai, tức là đến một lần rồi 3 năm sau ngài mới trở lại một lần nữa. Dạ, trở lại một lần nữa. Để trở lại lần này thì cũng giống như mọi khi, tại khi mà Đức Phật ngài đi đến đâu cùng với chư tăng đi, cùng với chư tăng đi đến đâu ở trong thời đó, đó thì dân do cái phước của Đức Phật, do cái phước của tăng chúng, cho nên là lúc nào thì người ta cũng tập trung lại rất là đông để mà cúng dường. Và cứ mỗi một sau cái buổi cúng dường như vậy thì Đức Phật ngài thuyết pháp cho họ nghe, tùy theo nhân duyên của hội chúng. Thì ngày hôm đó thì Đức Phật ngài nhận cái vật thực xong, thay vì ngài nói pháp thì ngài không nói, ngài ngồi im lặng. Và trong lúc ngài ngồi im lặng như vậy thì trong chú giải nói đó là một khi mà Đức Phật ngài ngồi im lặng như vậy á, là không một ai dám lên tiếng, giống như do cái uy lực của Đức Phật. Dạ, lý do mà ngài ngồi im lặng đó là cái mục đích của ngài đi đến thành Alabi lần này á, là cái duy nhất đó là ngài tế độ cái cô thiếu nữ con của người thầy dạy thôi. Các tử biết là những trường hợp mà có những trường hợp Đức Phật ngài đi đến là chỉ vì một người. Dạ, thì chúng ta thấy là chúng ta cố gắng tạo phước như thế nào đó để khi mà Đức Phật có vị Phật nào đó xuất hiện á, nếu mà Đức Phật ngài nghĩ đến một người phải tế độ, trong người đó có mình thì nó cũng đã. Dạ, nhiều khi Đức Phật ngày đi đến là không phải vì cái hội chúng đông, mà chỉ vì nhân duyên của một người nào đó. Dạ,
Cho nên ngày hôm đó ngài đi, khi mà ngài nhận vật thực xong rồi, với chị Tăng nhận cúng dường xong hết rồi đó, vì cô thiên nữ chưa đến cho nên ngài không nói pháp, ngài không nói lời tụng hỷ, mà ngài ngồi chờ và mọi người cũng ngồi chờ im phăng phắc, không có ai dám lên tiếng gì. Không phải giống như mình, thí dụ như là bây giờ mình cúng dường Đức Phật Chư Tăng xong rồi các ngài ngồi đó thì mình bày ra xoay qua xoay lại nói chuyện làm công việc của mình. Nhưng mà ở trong thời đó thì không có, tức là Đức Phật ngài ngồi im như vậy thì sao mọi người cũng ngồi im phăng phắc. Dạ, cho đến khi mà cô thiếu nữ đó đi đến thì lúc giờ ngài mới hỏi, trong đó có các câu đó là cô từ đâu đến, đến rồi đi về đâu, rồi đến rồi có đi hay không, rồi đến rồi đi vì đâu chẳng hạn, những câu đó. Thì khi mà Đức Phật ngài hỏi những câu đó thì cô thiếu nữ cô trả lời, ví dụ như là hỏi là con từ đâu đến, cô này cô nói con không biết. Rồi Đức Phật ngài mới hỏi là con có biết không, là con biết, thì vậy vậy. Thì khi mà cô này cô trả lời như vậy thì những người nãy giờ mà họ ngồi im phăng phắc đó, họ nghe như vậy là bắt đầu xôn xao lên, nói cô này sao mà hỗn quá, từ nhà đến thì nói từ nhà đến, mà Đức Phật hỏi như vậy mà nói trả lời là không có biết. Thì trong lúc họ đang ồn ào khiển trách như vậy thì Đức Phật mẹ mới cho họ im lặng, làm cho họ im lặng lại, rồi ngài cho cô này giải thích. Thí dụ trong cái câu lúc nãy thì cô nói là thật ra là Đức Phật đã biết cô đến từ đâu rồi, mà ngài hỏi như vậy thì không có phải trong ý nghĩa đó, mà muốn hỏi trong ý nghĩa đó là từ đâu mà tái sanh về đây, cho nên cô mới trả lời không biết là như vậy. Thì Đức Phật ngài cũng xa thú ngài tán thán, rồi ngài cũng nói là sao trong một nhóm người như vậy á, mà người mà có thể hiểu được Phật pháp, người mà có thể hiểu được cái câu trả lời của ngài á, là rất hiếm, là ít có người mà có thể hiểu được. Dạ, ví dụ như trong các nhóm người đó, chúng ta thấy là một nhóm người như vậy mà chỉ có một người mà có thể hiểu được câu hỏi của Đức Phật thôi. Và sau đó thì ngài thuyết pháp cho nghe và cô chứng đắc được quả tu đồng quan, rồi trở về nhà đúng giống là, tại vì Đức Phật ngài đã biết trước xảy ra tai nạn rồi cô qua đời, nhưng mà do cái phước chứng đắc quả tu đồng quan đó, sau khi chết là cô sanh được sanh về cõi trời. Đó là nói về đề mục niệm về sự chết. Rồi mình cũng còn có một đề mục mà cũng hay tu tập, đó là đề mục niệm về hơi thở. Dạ, đề mục niệm về hơi thở. Đề mục niệm về hơi thở này chúng ta thấy là không chỉ được liệt kê trong đề mục tu tập về thiền chỉ, mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 trong khuôn bộ kinh, hoặc là trong bài kinh Đại Niệm Xứ, bài kinh số 22 trong Trường Bộ Kinh. Cũng liệt kê đề mục niệm hơi thở là thuộc về đề mục tu tập thiền quán trong phần thân quán niệm xứ. Yeah. Cho nên ở đây cái đề mục tu tập hơi thở khi mình tập thiền chỉ với thiền quán là nó khác nhau. Đề mục tu tập thiền chỉ khi mà niệm hơi thở, tức là hành giả chỉ được theo dõi hơi thở thôi, ngoài ra là không được làm gì khác. Thí dụ như là mình niệm hơi thở mà giờ mình nghe âm thanh ồn ào, cái mình bỏ cái hơi thở để mình nghe cái âm thanh đó, hoặc là mình suy nghĩ cái gì đó, thì trong lúc đó được xem như là bị hành giả bị phóng dật. Đó là trong cách tu tập thiền chỉ theo đề mục hơi thở. Nhưng mà trong cách tu tập thiền quán thì nó không phải như vậy. Thì cũng theo dõi hơi thở ra vào theo cái tự nhiên của nó, nhưng mà ví dụ như là có một cảnh nào đó đến,
Ví dụ như là có âm thanh đến và tác động đến tai, thì hành giả có thể là sao? Thay vì cứ bám vào theo dõi hơi thở đó một cách tự nhiên, hành giả theo dõi âm thanh mà mình đang nghe và xem coi phản ứng tâm mình như thế nào khi có âm thanh đó. Ví dụ như là các tử mình đang ngồi thiền ở nhà, mình đang ngồi thiền theo dõi hơi thở. Bây giờ con mình nó bắt tivi lên, mình làm thế nào? Nếu mà mình la con mình ngay trong lúc đó thì con mình nó sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Rất là khó chịu. Là vì sao? Vì giữa mình với con mình nó không giống nhau. Cái tuổi của mình với con mình nó khác nhau hẳn. Ví dụ như là đêm đó là nó có cái trận bóng đá hay, trận bóng đá mà chung kết thì dù vậy, và nó thì rất mê bóng đá, trong khi đó mình thì sao, mình không có thích. Và cái công việc của mình vào buổi tối đó mình tu tập thiền, dành thời gian để mình tu tập thiền. Thế là sao? Nếu mà mình không chấp nhận là một là mình không thể ngồi thiền được, hai là hai người sẽ bị gây gỗ, sẽ gây gỗ với nhau. Và dẫn đến người con sẽ suy nghĩ sao? Mẹ mình hoặc là cha mình hay là anh mình hay chị mình sao đi chùa càng lâu càng khó. Yeah. Cho nên trong trường hợp như vậy là mình phải có cách để mình giải quyết nó. Xin ví dụ bây giờ các Phật tử mình vào ở trong rừng mình tu. Có phải là ở trong rừng nó không có âm thanh? Hay là tại mình không quan tâm đến âm thanh đó? Dạ. Thật ra chúng ta vào ở trong rừng, chúng ta ngồi tu á, chúng ta thấy gió, khi mà gió thổi có trong rừng thì lúc nào cũng có cây. Rõ mỗi lần gió thổi sao? Cũng nghe xào xạc. Ở trong rừng thì cũng có chim hót, thậm chí là sao khi mình nghe chim hót mình thấy hay. Dạ. Thế sao mình nghe âm thanh tivi nó không hay? Là vì sao? Là vì cái phản ứng của tâm mình nó không chấp nhận. Còn ở trong trường hợp kia là sao? Vì mình chấp nhận nó, cho nên mình thấy dễ chịu, mình thấy nó hay, có gió mình thấy mát. Dạ. Thì đó là cái cách khác biệt giữa việc tu tập hơi thở của thiền chỉ và thiền quán. Thứ hai đó là tiếp theo đó là bốn đề mục phạm trú, tức là từ bi hỷ xả. Bốn đề mục này là đều là bốn đề mục mà chúng ta cũng nên tập tu ít nhiều. Tức là từ, tức là trạng thái tâm mà mong mỏi cho người khác được an vui. Bi là trạng thái tâm, đó là mong mỏi cho người khác thoát khỏi sự đau khổ. Hỷ đó là vui thích với những gì là sự thành đạt của người khác. Xả đó là sự buông bỏ. Thì trong cách tu tập tâm từ á, thì thường là các ngài dạy cho mình đó là có thể tu tập tâm từ đối với bản thân mình, hoặc là với một người khác mà người đó rất là, ví dụ như là cái bậc mà người mình kính, cái đó là cái thọ đầu mới. Nhưng mà hạn chế việc tu tập tâm từ với người khác phái, ví dụ như là người nam mà mình tu tập tâm từ với người nữ. Dạ, nhất là ở cùng trang lứa thì như vậy nó dễ phát sinh cái tâm ái, dễ phát sinh. Cái đó là mới. Dạ. Thì có thể tu tập tâm từ đối với bản thân mình, hoặc là tu tập tâm từ đối với người mà mình kính, mình quý.
là những vị thầy của mình chẳng hạn, người cha người mẹ của mình chẳng hạn, rồi dần tu tập tâm từ đối với người trước tiên là người mình thương, sau đó là sao đối với người mình mà không thương mà mình cũng có thể bỏ qua được. Tức là khi mình gặp họ mình vẫn không có tâm sân. Dạ. Yeah. Ở trong meeting vấn đáp á, có nhiều, nói về nhiều cái lợi ích về việc tu tập tâm từ lắm. Trong đó ví dụ như là người khác họ muốn hại mình á, là họ cũng hại, không có hại được. Không có hại được. Hoặc là nếu mà ngủ thì ác ma các loài dạ so họ cũng có, không có hại được. Rồi ngủ cũng không có thấy ác mộng, tức là có, giúp cho mình có được cái giấc ngủ rất là ngon. Chúng ta nhớ là ở trong thời Đức Phật có một nhóm tỳ kheo mà vào ở trong rừng rồi vì cái khu rừng đó là các vị phi nhân, tức là các vị chư thiên, mà chư thiên ở bậc thấp họ ở tại đó, rồi đến khi các vị tỳ kheo vào ở trong rừng đó tu tập, và họ tại khi mà các vị tỳ kheo có giới là họ không thể ở trên được, cho nên họ phải xuống đất, cho nên họ khó chịu, thì họ mới tìm cách là hóa ra làm giống như là ma để cho các vị tỳ kheo sợ, và cuối cùng tỳ kheo, các vị tỳ kheo bỏ cái khu rừng đó và chạy về chùa. Thì Đức Phật ngài nói là để ngài cho cái vũ khí cho các ông, rồi các ông đi đến tu tập. Thì Đức Phật ngài dạy cái bài kinh từ bi đó, bài kinh Cá Ni mà chư tăng cũng hay tụng ở trong những buổi lễ cầu an cho các Phật tử. Thì thật ra nói là cái vũ khí, nếu mà bên ngoài người ta hiểu là giống như là bùa chú, bùa phép gì vậy đó, nhưng mà thật ra ra nó không phải. Cái bài kinh đó là nó chỉ trong ý nghĩa đó là tâm từ, đừng có oan trái với nhau thôi, biết thương yêu kính trọng lẫn nhau thôi, nó chỉ trong cái ý nghĩa đó. Dạ. Và khi các tỳ kheo mà học cái bài kinh đó rồi rải tâm từ khi mình đi đến đó, thì các vị phi nhân không những không dám hại mà còn phải bảo vệ các vị tỳ kheo đó. Và cái trường hợp này á, các tử mình cũng nên học khi mà mình đi đến ở một nơi lạ. Dạ, ở một nơi lạ. Ví dụ như là ngay cả trong lúc mà mình đi ở trong xin ví dụ như là ở trong khách sạn chẳng hạn, tại vì mình đâu biết là ở tại đó là nó được xây lên từ cái mảnh đất như thế nào. Ví dụ có thể là trước đó nó là bãi tha ma, bây giờ người ta ví dụ như là bây giờ mình có ở Sài Gòn mình, người ta đang di dời ở Bình Hưng Hòa, đó là biết bao nhiêu cái một cái mã để người ta làm một cái dự án gì đó. Ví dụ ngay chỗ đó sau này được người ta làm chung cư, hoặc là làm cái khách sạn, cái nhà nghỉ gì đó, thì mình đi đến đó mình nghỉ, để mình cách xa mình đâu biết. Dạ. Thì cái việc đầu tiên mà mình làm đó là, nếu mình chưa làm được thì trước khi ngủ mình cũng nên rải tâm từ cho những chúng sanh ở tại đó, ở gần đó. Dạ. Sư có một lần xưa ra Hà Nội của một nhà Phật tử, sư chưa có ngủ, sư nằm nhưng mà nằm nhắm mắt, tại sư cũng hay, sư đi mấy chỗ lạ sư cũng hay rải tâm từ trước rồi sư mới ngủ. Dạ. Hầu như là mình cũng tập để cho trở thành một cái thói quen. Thì các Phật tử thấy là sư thấy ở trong phòng đó là có hai đứa bé là đi ra là giống như là giỡn với mình vậy đó, sư cũng không có sợ. Em xưa giờ cũng quen rồi, tại mình cứ nghĩ là mình không làm gì thì người ta cũng không làm gì mình. Thì sư mới hỏi chủ nhà đó hồi đó giờ có thấy gì không ở trong cái phòng này. Họ nói họ không thấy, nhưng mà có đứa bé ở nhà đó là tự nhiên là nó hay khóc. Thì sư mới nói là ở trong phòng đó là có hai đứa nhỏ.
rồi mình nói với gia đình làm phước để mình chia phước gì cho họ vậy. Thì cái đó là mình cũng rất là cần. Mình đi những nơi lạ, dạ, mình nên rải tâm từ để mình chia phước cho họ. Dạ. Và các loài phi nhân á, khi mình rải tâm từ đến cho họ, họ vừa vui và họ cũng vừa bảo vệ cho mình. Cho mình tập rải cái tâm từ rất lại cho mình. Thì đó là nói về bốn đề mục tu tập từ bi hỷ xả. Phần trời. Thôi giờ mình tạm nghỉ ở đây ha, thì sao học thêm nữa ha. Nãy giờ sư bên coi đồng hồ thì hết giờ rồi. Rồi mời cô Phúc bị chung cầm mic đi. Rồi mời lớp nghỉ hay kỳ thầy sao không học tiếp. Tại bài này dài lắm. Dạ. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm thiện sắc giới ngày hôm nay ạ. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Dạ, bài học đã kết thúc. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh những hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Tha Dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt với cô tu nữ, cô chú học viên trong lớp học hồi hướng phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên. Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang no anumodan tuchirang rakantu sasanang Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Punyang no anumodan tuchirang rakantu no garo Akasatha Javamatha Devanaga Mahitika Bồn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu nya ta yo akasatha cha phom ma tha de qua na ga mahitika Bồn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu pa ni no akasatha cha phom ma tha de qua na ga mahitika Bồn nhang no anumodan tu chi rang ra khan tu no sada idang watano pun yang asawa kaya wahang ho tu anagate kale sadhu. Hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00 giờ Việt Nam ạ. Kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, cảm ơn chị Hồng Nhung ạ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, kính chào cả lớp. Hôm nay. Dạ, xin kính chú. Kính tri ân sư. Chúc sư ngon ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon ạ.